tên Phan Văn Đức, 60 tuổi. Chú sinh sống tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi chú đến bệnh viện thì chú bị thoát vị đĩa đệm, không ngồi được, đi được. Chú nằm khoảng một tuần lễ, mọi sinh hoạt đều nhờ vợ con hết. Chú có một người em giới thiệu ở ACC nên chú tới đây để khám và điều trị. Just the lower pain and numbness, and also difficult to walk because of these symptoms. So when he came to here, he used a wheelchair to come into the clinic. What we did for him is adjustment and physiotherapy in New Mexico and shockwave. Because pain and numbness, and it is to walk, but still have some symptoms left, so we will keep doing our treatment for his conditions. Seems like his symptoms, like more than 50% better. And also his spine imbalance, the hip, root of problems, really corrected a lot actually, but still some symptoms left. For the patient, they can change their postures, and also do exercise at home, and change some routine to their life to correct way. It helps for their, and also processing their recovery faster. Điều trị ở ACC thì sau buổi đầu tiên chú cảm thấy là sức khỏe trong người nó cải thiện tốt. Thì tiếp tục được 6 buổi thì chú cảm thấy coi như khỏe được khoảng 6-7%. Có nghĩa là ngồi đứng đi lại là nó tương đối là ổn. Lúc mà bác mới tới đây điều trị thì chú cũng hơi lo lắng. Nhưng sau thời gian điều trị 4 buổi thì chú sẽ thấy ở ACC bác sĩ và các thành viên trong cái nhóm điều trị nhiệt tình và có nghĩa là hiệu quả. Nên chú rất là cảm ơn rất nhiều. Và đồng thời chú cũng muốn giới thiệu cho những người bệnh tình như chú biết để mà có điều kiện để tới mà điều trị.